Hello đại gia đình. Bữa nay quý con cá này không biết cá gì, kêu cái gì mà quên mẹ rồi cả nhà ơi. Còn cá này thì cá xoay mành nè. Cá hồi của mình kêu bằng cá hồi đó cả nhà. Đây, mua trong có cồ mình, mọi người bạn mua trong có cồ á. Mình đem bữa nay mình hấp gừng nha. Gừng củ hành. Đây, bây giờ mình lấy cá mình để cho mình ướp nước tương nha cả nhà. Cá này mình để lên gì nè cả nhà. Giờ mình để thêm cá này nha. Cá này là cá hồi á cả nhà. Ta bán nguyên ảnh như ngoài gì nè. Nó sẵn gì luôn á. Mình nên để chị để cho mình hấp thôi. Cho nước tương vô. Đây hạt nêm nè. Hạt nêm mà của Korea. Mình cho một tí vô. Cho củ hành được chưa? Này gừng. Này tiêu cả nhà. Tiêu. Đặc biệt mình cho miếng dầu ăn vô nha. Rồi. Đây, bây giờ mình cái nồi mình đã xong rồi nè cả nhà. Nó sôi rồi. Bây giờ mình cho nó lên. Đây cả nhà xong rồi nè. Giờ mình đậy nắp lại. Mình đợi cho tí xíu đường nha cả nhà. Mà quý quên đi đường. Đây cái nồi cá mình nó đã xong cả nhà. Cho miếng tiêu thêm cây, cho thơm cây. Quá hấp dẫn luôn. Giờ biết sao cái gà như đây. Cái gà nó nóng quá luôn. Bây giờ đem như vậy.
Hello cả nhà. Bữa nay mình ăn cá hấp cả nhà. Mà biết cá này người ta nấu con cá rồi mà quên mẹ nó rồi. Nói qua tên con cá rồi đó mà quên, không còn nhớ. Da nó lắng dữ nữa. Rồi thêm cá xe mành, cá xe mành thì nhớ. Để ăn nó hoài nè cả nhà. Đây mình ăn miếng cá này thử coi. Nay mình đem mình hấp gừng hết trơn. Tên tên tên. Ngon lắm, thơm nữa. Thơm lắm cả nhà ơi. Giờ mình ăn thử miếng cá này nó ra sao. Wow, miếng cá này ngon á. Nhưng mà ăn cẩn thận xương. Bữa nay ở đây giờ chở hơi lạnh nè cả nhà, tảo hơi lạnh nè, tảo ra mùa lạnh này đó, không còn mùa hè nữa. Con này là cá xe mành nè. Sương khuya gió lạnh không chăng đắp. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Người hỏi cho anh vào tí nhé. Chắc đắng vô mặt anh quá hé. Để rồi hai đứa một một cái chăn. Thôi kỳ trời. Rồi xong luôn. Ông heo nhà mình ông lúc nào cũng quậy dân đó nha. Để rồi hai đứa một cái chăn. Rồi rồi không còn miếng giấy cả hai ơi. Ngọc miếng giấy. Che miếng giấy. Cá này mà hấp hành về, hấp hành với gừng á, ngon thơm lắm cả nhà. Nhớ hấp mà phải để nước tương á. Nó ngon. Cá mà hấp là mình về dễ làm cả nhà, rất là dễ luôn. Hai đứa một cái chân. Chăn ơi chăn hỡi chăn đâu mất tiêu, một hồi cái chăn nó lọt xuống sàn luôn. Hai đứa một cái chân. Ôi da,
ngoài đầu. Cá này Phương ăn cẩn thận đó. Cá này ở nhà ăn cẩn thận nha ông. Tại sao có chanh lát? Lọc sàn với cách gì? Trời quá xa nữa cách. Một hồi nè, ăn ở nhà cẩn thận nè, để nó rách cái họng á. Ăn mà nó gách cái họng đó là mà nguy hiểm đó. Thương lắm đó. Có lẽ miếng cải xanh ngon dữ dội cả nhà. Mình à, ở đây có con đồng bạc ăn miếng gì nè. Ủa thằng bó gì nè. Ngon. Ngon quá sao bà cha. Bữa nay cái bà bạn già đã mua giùm cho cái trái thanh long màu đỏ cả nhà, màu tím chứ. Cái bà bạn già bà nghe được cái clip này chắc bà khóc. Bà lớn hơn mình tuổi mà mình kêu bà là bạn già. Chắc bà không nghe đâu. Cái khúc này của bà bị lỗ tai không được nghe. Ngon sợ. Mình nêm cái hương vị thôi nó là vừa ăn rồi đó cả nhà. Mắc cười nêm mà nêm quên để đường. Ngon hồi. Nó giật ủa nãy mình không lấy đường ta. Ngon lắm cả nhà. Cơm luôn. Trời ơi nó ngon. Cái nước này nè. Nó vừa ăn nữa. Nó không có mặn cả nhà. Mình ăn miếng thanh long nha. Ăn hết chén cơm luôn. Chưa?
Con nhà Lâm này ngon cả nhà. Một hộp cũng có hai trái, không biết mấy đồng. Nó ngọt chứ trời. Wow, cái này bữa nào mình mà đi mua. Bữa nào mình làm cái này á, làm bánh canh bằng thanh long ăn, hay là chè bằng thanh long ăn. Hả? Đó, phái nghệ này dữ trời mà. Này cà phê cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Thôi giờ video của Quý đã tới đây đã kết thúc rồi cả nhà ơi. Cả nhà nhớ like và share và subscribe cho Quý nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye. Hết tục cơm hả?